Cái cây cùng gia đình đại bàng Happy quá nhỏ đến mức không đáng bị xem như con mồi. Nó chỉ đơn thuần làm con đại bàng trống tò mò. Gần đó, một cây vả thu hút sự chú ý của những con vẹt đuôi dài màu đỏ tươi. Thời điểm những cây vả ra quả không lường trước được, và khi chúng ra quả, chúng cung cấp bữa ăn cho một loạt các loài động vật ở đây. Trái vả chỉ xuất hiện một vài tuần, phần lớn nhanh chóng trở thành thức ăn của các loài động vật trước khi chín và rơi xuống mặt đất. Nhưng không phải tất cả trái vả đều bị những con khỉ và các loài chim mang đi, một số rơi xuống đất. Dưới đó, một loài động vật gặm nhấm háo ăn nặng 1,8 kg là chuột lang agouti giúp dọn sạch những trái rơi rụng còn lại. Những trái vả bất ngờ này chính là món quà may mắn trời cho. Quả vả thu hút không chỉ những loài ăn chay, mà còn cả những loài ăn thịt mong muốn tìm kiếm những miếng mồi dễ dàng. Khi đêm xuống, nhiều loài động vật khác mò ra tìm kiếm những quả vả. Một con paca nặng 9 kg không muốn lãng phí thời gian, cũng như một con bọ harpoon. Trong một cuộc chiến giống như David và Goliath vì những trái vả, paca thường là phe thắng cuộc. Cây cỏ thu hút những loài ăn chay, nhưng loài ăn chay này cũng thu hút cả các loài ăn thịt, loại bỏ những con yếu, những con không thận trọng và đôi khi chỉ là những con không may mắn. Một con trăng Mỹ nhiệt đới nằm chờ đợi. Cái lưỡi đánh hơi nhạy bén giúp chúng thành loài động vật ăn thịt đáng gờm dù trong những đêm đen tối nhất. Qua hàng ngàn năm, sự uốn khúc của con sông Manu đã tạo thành những cocha, hồ nước biệt lập. Những khúc uốn cong trước đây của con sông đã trở thành những hồ nước biệt lập. Vì có nhiều cá, chúng trở thành nhà của một số loài động vật ăn thịt bất thường nhất Amazon, những đàn rái cá khổng lồ được gọi là sói sông.
là loài rất hiếm ở Amazon, chỉ có khoảng 80 con sống tại Manu. Có lẽ đây là quần thể được bảo vệ lớn nhất thế giới. Một con rái cá 6 tháng tuổi vẫn đang trong tuổi cần được chăm sóc, phải năn nỉ xin ăn nếu nó muốn có thức ăn cứng. Nếu việc xin ăn không thành, nó có thể sẽ cố gắng lấy cắp. Cuối cùng, nó cũng giành được một con cá. Nó chỉ cần phải giữ miếng ăn. Rái cá là loài có tính xã hội, chúng hợp tác săn bắt theo nhóm. Trong vòng một vài tháng, con rái cá con tranh đấu sẽ được bắt cá trong hồ với đàn của mình. Phía cao trên mặt nước, một đàn chim kakike đang khéo léo xây những chiếc tổ treo để thoát khỏi những kẻ săn mồi. Kakike, tức là người đứng đầu và chỉ con trống chiếm ưu thế ở đây, được quyền giám sát công việc xây dựng hậu cung của mình. Trong khi những kẻ săn mồi lặng lẽ ẩn nấp ở phía dưới, những con mái cạnh tranh nhau trong tổ. Việc trộm cắp vật liệu từ một tổ láng giềng là một lối dựng tổ phổ biến. Mặc dù sống theo đàn, mỗi con phải tự xây tổ cho những con non của chúng. Giống như sói, sư tử và các loài có tính xã hội khác, rái cá khổng lồ dành nhiều thời gian chải chuốt cho nhau. Chải chuốt giúp củng cố mối liên kết giữa các thành viên trong gia đình. Mối liên kết này giúp bảo vệ loài động vật ăn thịt hàng đầu này khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài. Tìm kiếm sự an toàn dựa vào số lượng giúp làm giảm nguy cơ bị tấn công. Bây giờ, con báo đốm thấy thỏa mãn với con mồi nhỏ hơn và dễ dàng hơn. Những con rái cá đào hang trú ẩn, kết hợp đường hầm sâu 3 mét hoặc hơn. Tại đây, chúng sinh con và con chúng được bảo vệ an toàn vào ban đêm. Hãy
Dưới nắng ấm buổi chiều, loài động vật ăn thịt nguy hiểm nhất của Manu dành thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng sự yên tĩnh của khu rừng. Ít nhất trong khoảnh khắc này, Manu còn là một nơi yên bình. Những con khỉ vẫn rú, tuy nhiên chúng đang gặp phải một số vấn đề. Nơi trú ngụ của chúng vừa bị một đàn kiến cắt lá xâm chiếm. Giống như một đội quân được trang bị cặp kéo cắt tỉa, chúng tàn phá thảm thực vật của khu rừng. Nhưng những con kiến không ăn lá, thay vào đó chúng biến lá cây thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng một loại nấm. Loại nấm này mới là thức ăn của chúng. Con kiến chúa to lớn duy nhất ở trung tâm đàn đẻ hơn 30.000 trứng mỗi ngày. Những đoàn quân mới cho đám kiến thợ thiếu ăn. Ăn và bị ăn là luật trong khu rừng Manu. Một con thú ăn kiến to lớn sử dụng khớp giác nhạy bén của mình bám theo đàn kiến. Là một chuyên gia tinh túy về khu rừng, con thú ăn kiến đã tạo ra cho mình một công cụ thu hoạch độc đáo từ hàng triệu năm trước. Quá trình tiến hóa đã khiến cho xương hàm của con thú ăn kiến đóng lại, nhưng bù lại, nó được trang bị một cái lưỡi kết dính, có thể liếm hàng ngàn con mồi. Đàn kiến hiếm khi bị tấn công. Ngay cả khi tổ bị đột kích, các khu rừng nấm tiếp tục được chăm sóc. Những con kiến mới đang được sinh ra và công việc cắt lá bất tận tiếp tục tiếp diễn. Phía trên mặt đất, một chuyên gia khác hầu như dành toàn bộ cuộc đời mình trong các tán rừng nhiệt đới. Con lười non trẻ này đang mang đứa con mỏng manh tầm một tháng tuổi của nó trên bụng. Loài lười non trẻ này đang mang đứa con mỏng manh tầm một tháng tuổi của nó trên bụng. Loài lười ăn lá của gần 100 loài cây.
Lá cung cấp ít năng lượng, vì đó con lười tiến hóa theo cách di chuyển từ từ, suốt ngày ăn trên một cái cây duy nhất. Con sẽ được chăm sóc thêm một tháng nữa. Con mẹ chăm sóc nó trong nửa năm. Chú lười con sẽ chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi này để học cách sinh tồn bằng chính khả năng của mình. Mặc dù vậy, thời điểm này nó không cần phải vội vàng. Đối với một số cư dân của Manu, dòng sông dù đem lại sự sống hay sự mát mẻ dễ chịu vẫn là một hàng rào nguy hiểm. Một nhánh họ hàng xa của loài ngựa và tê giác là heo vòi, loài động vật có vú trên cạn lớn nhất Nam Mỹ. Nhưng với chúng, dòng sông không phải là lãnh địa của heo vòi. Thống trị dòng sông làm những con bò sát Cayman háo đói. Là một họ hàng của cá sấu, bò sát Cayman kiếm sống rất thuận lợi ở đây từ việc tóm bắt những con mồi không thận trọng. Là một loài ăn chay, heo vòi sử dụng cái mũi thon dài của mình để mang thức ăn đến miệng. Khi mùa hè đến, những cơn mưa trở nên ít thường xuyên hơn, những bãi cát rộng lớn cũng xuất hiện. Con sông co lại, các hồ nội địa bị cắt nhỏ, các con kênh từng kết nối chúng giờ trở nên khô hạn. Những con kênh cạn khô mang lại bữa tiệc thịnh soạn cho các loài chim đói ăn. Những bãi cát xuất hiện vào mùa khô cũng thu hút các đàn nhạn biển đến đông đúc. Bộ lông đen của chúng hấp thụ ánh nắng mặt trời, nên chúng thường tắm táp để làm mát. Những bãi cát mới lộ ra này chỉ là những khoảng đất tạm thời. Những con nhạn biển tận dụng chút thời gian để làm tổ ở đây. Những con chim non háo đói sẽ phải ăn thật no để tích lũy cho tháng tiếp theo. Cha mẹ của chúng thúc giục chúng phải nhanh lẹ. Bất cứ lúc nào dòng sông cũng có thể gây lụt và cuốn sạch những bãi cát. Những con chim con đang chạy đua với thời gian để chóng lớn và mạnh mẽ đủ để bay lượn thoát khỏi những kẻ săn mồi. Tất cả thời gian rảnh rỗi của chúng được dùng vào việc chờ đợi bữa ăn kế tiếp. Với chiếc mỏ đặc biệt, nhạn biển cày dòng nước hất lên những con cá bơi gần mặt nước. Cuối cùng cũng thành công. Công việc đánh bắt vẫn tiếp tục ngày này sang ngày khác. Những chú chim non nhanh chóng lớn lên từ một vài gram tới hơn 200 gram.
Cuộc chiến tranh giành thức ăn diễn ra rất khốc liệt. Con nào càng hiếu chiến, nó càng kiếm được nhiều thức ăn. Nó càng có cơ hội lớn lên đủ lông đủ cánh. Mặc dù một vài tháng nữa mới tới mùa mưa, nhưng lúc này một cơn mưa đổ xuống làm mát khu rừng. Cơn mưa báo hiệu sự kết thúc mùa khô kéo dài 5 tháng qua, tạm thời đem đến sự cứu trợ cho các loài động vật và khu rừng. Những cơn mưa này là một phần của cơn bão lớn ở vùng núi, khiến mực nước dòng sông dâng cao 3 mét, quét đi gần như tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Với các loài động vật làm tổ bên bờ sông, cơn lũ đột ngột này giống như một thảm họa. Con nhạn biển con vẫn còn quá nhỏ chưa bay được. Cha mẹ của nó cũng bất lực không thể giúp nó. Bãi cát nhanh chóng bị nước tràn lên, con chim non bối rối và bất lực. Trong vòng vài phút, mọi thứ kết thúc. Dòng sông đã lấy đi một sinh mạng mà trong nhiều tháng qua nó đã kiên nhẫn nuôi dưỡng. Không phải tất cả mọi loài động vật của Manu đều rơi vào tình thế bất lực trong một trận lụt.
Sẽ phải mất nửa tiếng nữa, con lười mới trở về nhà an toàn. Sau 5 tháng trong tổ, chú đại bàng Happy Con đã biến đổi. Vẫn chưa thể bay, con chim non phải tiếp tục dựa vào cha mẹ. Mỗi ngày nó phát triển to lớn hơn, cha mẹ nó phải tốn nhiều thời gian hơn nữa cho việc đi săn, rồi nó sẽ sớm rời tổ. Chim mẹ hiếm khi mang về nguyên con mồi, thay vào đó nó tự cho phép mình ăn trước, rồi sau đó trở về tổ chia sẻ con mồi với chim con.